Hôm nay nhà thuốc xin giới thiệu một ca gãy xương điển hình của gãy đầu dưới xương cánh tay. Hình ảnh xương đã gãy lìa ra ngoài và di lệch khá là nhiều. Xương di lệch xuống dưới và chọc ra trước. Thì theo kinh nghiệm làm xương của nhà thuốc thì bệnh nhân này là gãy xương khá nặng. Nhà thuốc sẽ nắn chỉnh ít nhất là một hoặc hai lần. Thì xương di lệch khá là nhiều. Nhà thuốc sẽ nắn chỉnh lần một và sau đó cho bệnh nhân đi chụp chiếu lại. Nếu còn di lệch thì nhà thuốc sẽ nắn chỉnh tiếp. Vì gãy xương này là gãy xương rất nặng. Bệnh nhân Trương Viết Dũng, 15 tuổi. Thì trên phim kết quả của bệnh nhân này. Hình ảnh trên kết luận thì gãy đầu dưới xương cánh tay phải di lệch lớn, tức là di lệch khá là nhiều. Thì nhà thuốc sẽ nắn chỉnh lần một và sau đó cho bệnh nhân đi chụp chiếu lại. Nếu xương chưa vào hết ở nhà thuốc thì nắn chỉnh lần hai, cho xương vào vị trí hoàn toàn, sau đó mới đắp thuốc cho bệnh nhân. Thì bệnh nhân này gãy xương di lệch nhiều. Cây sầu nó ngã đập tay xuống không?
nào mà này. Đấy. Qua đi chạy là rộng. Chắc thì rất là hòa xuân và bạn anh thì cái mà chắc bay rồi. Làm gì vận động mạnh thôi nhé, không được luôn thì được. Bao nhiêu ngày từ đầu dưới, bao nhiêu ngày từ đầu dưới, từ nhà này. Sau khi bệnh nhân
được nhà thuốc nắn trình lần một, thì nhà thuốc cho bệnh nhân đi chụp chiếu lại, thì hình ảnh xương của bệnh nhân là vào vị trí rất là tốt, hầu như là vào vị trí bình thường rồi. Thì còn mỗi vị trí mặt trước của đầu giữa xương hành tay còn hơi đi lệch một chút, nhà thuốc sẽ nắn chỉnh lần hai cho xương vào vị trí bình thường. Vì bệnh nhân là gãy xương khá nặng thì nhà thuốc sẽ định vị thêm và nót thêm nẹp cho bệnh nhân và ép đầu xương gãy của bệnh nhân vào vị trí hoàn toàn. Ta cùng so sánh hai kết quả gãy xương trước và sau khi được nhà thuốc nắn chỉnh. Hình ảnh xương đây là xương chưa được nắn chỉnh, tức là xương bệnh nhân mới đi chụp chiếu và xuống nhà thuốc. Đây là xương đã được nhà thuốc nắn chỉnh. Hai kết quả khác nhau rất nhiều. Đây là kết quả chụp chiếu ban đầu. Đây là kết quả chụp chiếu lần 2. Ta cùng so sánh hai kết quả. Hình ảnh gãy đầu dưới xương cánh tay di lệch lớn. Đây là kết quả sau khi được nắn chỉnh. Hình ảnh gãy xương cánh tay, tức là đầu dưới xương cánh tay không còn di lệch nữa. Ta cùng so sánh. Đây là kết quả trước và sau khi được nắn chỉnh. Kết quả chưa được nắn chỉnh. Đây là kết quả xương được nhà thuốc nắn chỉnh lần 1. Thì nhà thuốc sẽ dùng nẹp cố định và ép xương và nắn lại. Xương còn hơi chồi một tí của bệnh nhân này vào vị trí bình thường. Sau đó kết hợp với thuốc đắp và thuốc uống nhanh nhìn xương cho bệnh nhân. Cháu vừa chụp phim lại xong đúng không? Xương lần cháu vừa xong là khá tốt rồi. Hầu như là vào hết rồi. Thì chú đem thêm cái nẹp vào đây là ép cái xương nó xuống tí là của cháu là đẹp khỏi. Nhưng mà không phải kiêng em đừng có nghịch trùng lập nhá. Thì cái xương nó vào hết rồi, nó chưa hết hẳn. Thì chúng đem cái nẹp ở đây, chúng ép cái xương nó xuống. Trong quá trình bó, trong cái hạn chế vận động mạnh nhé. Chú có đau tí nhá. Làm cháu đau không? Không. Tí nhá. Cái xương là vào hết rồi nhưng mà nó còn một tí là thấy.
như chân xuống đây là chọc cho em dương nút được xuống. Đấy, vào đấy. Rồi. Rồi. Rồi, rồi đây nha. Rồi, bàn tay. Với bàn tay. Rồi. Rồi, tí của bác ai sẽ là tí xuống nhà thì bỏ lại cho nhá. Rồi, bỏ lại cho cháu uống thuốc. Này đồ rượu này 3 lần cho anh nhá. Rồi. Bác ngày trước bác bị gầy chưa có biết rồi nha. Bác ngày trước bị gầy xung quay không? Ừ. Một thời gian hết bình thường được. Mới gầy thì à, cứ cương gân. Làm xương mà xong là vào rồi. Và sau về thì em hạn chế vận động nhất. Này bây giờ tôi uống một thuốc bó mày của nhau như thế này. Vì cái này gây nặng mà. Gây đầu dưới xương cánh tay. Có đau không anh? Em có đau không? Ừ, tốt rồi. Em xong rồi đó. Cho bó đông mấy miếng nha. Ừ. Ừ. Tôi phim lại bao giờ đây? Qua sau khi này chưa người đó là can hoàn toàn được. Nó còn nhức không nhỉ? Và cháu nào còn hơi cứng nhá thì về nhà này, bố mẹ là ngâm nước muối đã nốt này, ngày cứu sinh không cần đây, ngâm nước ủ cho mềm cái khớp này thì tay của cháu sẽ gặp được hết bình thường như này. Và bây giờ bộ khớp của cháu đang bị cứng, cơ đang cứng thì gặp nhà tốt rồi. Đấy, có nên tập luyện nhé, có 5 miếng là xương chụp lại là can tốt rồi. Tôi cầm lên nha, gập xuống, hôm nay cầm được như thế nhé, cầm lên, rồi, gập thoải mái đấy. Rồi, nhớ nhá, là hôm nay của cháu là bó này là khôi bó đâu, là khỏi rồi, thì về nhà năng tập luyện đi. Nhớ như phải ngâm lá nốt này, ngải cứu hương cũng cần nhá, đun lên trong ủ, làm đây, hoặc là cho vào cái chậu đấy, ngâm vàng ở đây vào nhá. Em đu tầm 15 đến 20 hôm là được khỏi bình thường. Vâng, nó không vừa.